Lần đầu tiên ở tỉnh Quảng Trị, cỗ máy cắt cây bụi phục vụ rà soát bom mìn tự động làm việc thông qua điều khiển từ xa của nhân viên kỹ thuật, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ cơ giới trong rà phá bom mìn hiện trường. Máy cắt cây bụi tự động được hy vọng sẽ tăng cường tính hiệu quả cho hoạt động rà phá bom chùm và các vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị. Chiếc máy cắt và phát quang cây bụi tự động có tên là Bearcat. Không ai được đến gần vì lý do bảo đảm an toàn. Nó phát quang và xay nát toàn bộ thảm thực bì và được điều khiển từ xa bởi một nhân viên kỹ thuật cách đó hơn 50 mét. Mình điều khiển nó qua hai cái cam trước và cam sau của máy được gắn ở ngoài máy. Ở đấy là có một cái thiết bị anten để nối cái tín hiệu từ đấy ra ngoài máy. Ở đấy là mình làm gián tiếp, mình làm không phải là ngồi trực tiếp ở trên máy. Vì cỗ máy được điều khiển tự động nên nó làm việc bất kể với điều kiện thời tiết nào. Ví như lúc này trời đang mưa nhưng không ảnh hưởng gì hoạt động của nó cả, nhưng hiệu quả về năng suất và chất lượng của cỗ máy còn đặc biệt hơn so với con người rất nhiều. Hiệu quả của cái máy này nó rất tốt, hiệu quả cái là khi mà cái ở rừng này á, nó cắt thì nó cũng tám toàn bộ cái hệ thống thảm thực vật để tạo thành một cái lớp mìn, cho nên cái người vào chúng tôi vào ra phải thì khỏi phải mất công chồng. Đó là cái hiệu quả.